Cảm ơn anh, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Global TV và câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình thi tuyển giọng ca hay năm 2012. Bên tay phải có Cameron là thí sinh mang số 14. Mến chào anh, cho anh có thể giới thiệu với khán giả tên của anh và nhạc phẩm anh sẽ tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Mã Thái Uy và ca khúc em sẽ đem đến chương trình hôm nay là Nỗi Lòng Người Đi của tác giả Anh Bằng. Một câu hỏi mà Cameron thường hỏi tất cả thí sinh trước đây là đây là lần đầu tiên anh tham dự hay sao? Và anh có thể chia sẻ các cảm nghĩ của em khi em tham gia cuộc thi này. Đây là lần đầu tiên mà em tham dự một cuộc thi về ca hát. Và thật sự thì đang rất là run lúc này. Thì chắc em chúc mừng em và mong em bình tĩnh cái thi thố hết những cái tài năng của mình. Và quý vị khán giả sẽ thưởng thức tiếng hát của thí sinh mang số 14. Và quý vị có thể vào trang website chúng tôi để ủng hộ và vô cho thí sinh này. Một lần nữa chúc em may mắn trong cuộc thi này. Thank you. Xin cảm ơn. Và cũng tiếp nối chương trình, Ngọc Thanh xin mời thí sinh mang số 14. Và thưa quý vị, chúng ta không có số 13 vì ban tổ chức nghĩ là số 13 không một thí sinh nào muốn bắt được. Đó là lý do chúng ta không có số 13 hôm nay. Và xin mời thí sinh mang số 14 là Mã Thái Vi. Em xin chào tất cả và toàn thể tất cả quý vị có mặt ở khán đài hôm nay. Em tên là Mã Thái Quy chứ không phải là Vi. Sorry. Và ca khúc hôm nay em được xin mời tất mọi người là nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng, Nỗi Lòng Người Đi. Năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo ngày chiều. Hà Nội ơi, giờ biết ra sao bây giờ, ai đứng trong ai ven hồ, khua nước trong như ngày xưa. Xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa. Trôi giữa dòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa kiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Thank you.
trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi người. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa kiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa kiên cho đời. Với cái tràng phá tay rất là nồng nhiệt như thế này, anh cảm thấy như thế nào? Dạ, cảm thấy run quá. Cảm ơn anh. Và Ngọc Thanh cũng xin mời ca nhạc sĩ Vũ Anh ạ. Tôi rất là happy khi nghe anh hát. Và từ nãy đến giờ, bài hát mà anh hát đem lại những cái không khí rất là sôi động cho không phải mình tôi, mà những bạn trẻ đang ngồi trong phòng này. Tặng anh những tràng pháo tay rất tốt để tỏ sự hài lòng. Riêng tôi thì tôi có lời khen anh khi anh lên high register. Tôi cố nhìn mặt mũi anh không một chút nhăn nhó nào cả. Đấy là một cái điều ưu điểm anh cố gắng tập hàng ngày để có được giọng hát tốt và nó giữ được trong anh mãi mãi. Chúc mừng anh. Dạ, xin cảm ơn ca nhạc sĩ Vũ Anh. Và Ngọc Thanh xin mời ca sĩ Ngọc Hà. Uy hát bao nhiêu lâu rồi? Dạ, hát từ nhỏ. Hát từ nhỏ. Thường hay hát ở đâu? Cũng hát karaoke không mà cô. Karaoke không thôi hả? Có nhìn được nốt nhạc không hay là hát nghe theo? Dạ con cũng biết đàn chút xíu. Biết đàn tức là dạ. Nhìn nốt được ha? Dạ được ạ. Trong cái bài này Uy hát rất là hay. Giọng khỏe lắm. Giọng lên cao hay xuống thấp đều là tốt. Dạ. Hơi biết cách lấy hơi. Dạ. Cho nên đủ hơi. Nhưng mà còn một hai chỗ cái half step để ý. Tức là cái half step là gì anh Thanh? bán cung nửa cung demi-to half step á, yeah. Xem lại bài á thì hát sẽ perfect. Chúc mừng em, rất là hay. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ, xin cảm ơn ca nhạc sĩ Ngọc ạ. Và xin mời ca nhạc sĩ Diệu Hương ạ. Diệu Hương xin có một cái ý nghĩ như thế này. Là một người viết nhạc, có những lúc nghe một cái tiếng hát bất chợt thì lòng Diệu Hương cũng vẫn rung động rất là nhiều. Hôm nay có đôi khi mình quên mất mình là giám khảo, mà mình nghĩ rằng đó là một cái tiếng hát ở nơi một cái góc phòng nào đó trong một quán cà phê. Tiếng hát rất là điêu luyện và những cái nốt cao đưa lên làm cho cái tâm hồn nó lâng lâng. Đây là một tiếng hát mà rất là thích thú và Diệu Hương nghĩ rằng trong tương lai tiếng hát này rất là triển vọng và rất là chúc mừng em. Xin cảm ơn ca nhạc sĩ Diệu Hương. Kính thưa quý vị khán giả, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nỗi lòng người đi qua tiếng hát của thí sinh mang số 14 Mã Thái Uy. Và quý vị cũng nghe những tràng số 14 em show cho quý vị khán giả những tràng vỗ tay, những lời nhận xét của quý vị ban giám khảo. Thì Mã Thái Uy, em có thể chia sẻ cảm nghĩ của em sau khi em trình bày nhạc phẩm này và những lời có thể nói là những lời nhận xét rất là tốt đẹp của ban giám khảo, thì có thể trình bày, có thể chia sẻ cảm nghĩ của em. Dạ. Em trước hết em xin kính chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Thật sự tới lúc này thì vẫn còn run lắm, chưa có bình tĩnh nữa. Dạ. Nhưng mà em rất là vui và hạnh phúc lắm bởi vì những lời khen của
những quý vị khán giả của ban giám khảo và khán giả dành cho em. Em rất là vui và hạnh phúc. Chúc mừng em. Thì kính thưa quý vị, thì những nhạc phẩm này của những thí sinh sẽ lần lượt được chúng tôi gửi lên giới thiệu đến quý vị trên chương trình Câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show. Và quý vị cũng có thể vào trang website chúng tôi ở địa chỉ là caulacbotinhnghesi.com để vote cho tiếng hát nào, cho thí sinh nào mà quý vị yêu thích tiếng hát đó. Một lần nữa, thí sinh mang số 14, Mã Thái Uy. Thái Uy, em có thể gửi lời chào và kêu gọi quý vị, những fan của em có thể vote cho em nha. Em xin cảm ơn quý vị khán giả và xin hãy vote cho em số 14. Thank you. Chúc em may mắn.